Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Gò Dầu của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính. Thắp hương tưởng niệm tại khu căn cứ Lõm Chuồng Ruột, huyện ủy. Xã Phước Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, ngày 31 tháng 8, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Gò Dầu tổ chức lễ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu căn cứ Lõm Vùng Ruột, huyện ủy Gò Dầu. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, Đảng bộ và Nhân dân huyện Gò Dầu nói riêng. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, quân dân Gò Dầu đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, bất khuất với hai lần quyết tử giữ Gò Dầu. Với không khí trang nghiêm ấm áp, đại biểu đã dâng hương lên đài tưởng niệm tưởng nhớ đến hương hồn các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Huyện ủy Gò Dầu vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Tham gia hội thi có 26 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi gồm thi trắc nghiệm, phần thi nhận thức về đảng và phần thi trả lời câu hỏi xử lý tình huống với nội dung xoay quanh các kiến thức về đảng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng hoặc những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức hội thi trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hiệp, bí thư chi bộ, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện. Ngày 31 tháng 8, Hội Đông y huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội Hội Đông y huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Đông y huyện Gò Dầu không ngừng củng cố phát triển tổ chức hội, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ lương y. Đến nay, toàn huyện Gò Dầu có 115 hội viên tham gia hoạt động với mạng lưới đông y trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2018-2022, Hội Đông y từ huyện đến các xã thị trấn, kết hợp với ngành y tế, Hội Chữ thập đỏ, thực hiện công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 150.000 lượt người dân và bốc hơn 800.000 thang thuốc. Khám từ thiện được hơn 34.000 lượt người, với tổng số thuốc miễn phí trị giá gần 1,6 tỷ đồng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Đông y huyện Gò Dầu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 là 15 người, bà Tống Thị Hoa tái cử chức Chủ tịch Hội Đông y huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 31 tháng 8, Công an huyện Gò Dầu tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu. Nguyên nhân cháy là do chập điện dẫn đến cháy dây điện rơi xuống khu vực lưu trữ các giấy tờ, bắt cháy, sau đó cháy lan sang khu vực để bàn ghế trong kho. Theo đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng báo động thông báo cháy đến lực lượng chức năng. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gò Dầu được huy động đến hiện trường tiến hành công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau 10 phút triển khai, các lực lượng kịp thời tiếp cận nạn nhân, đưa được các người bị nạn đưa ra khu vực an toàn và đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Buổi thực tập nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chữa cháy của lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở, cũng như công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố xảy ra cháy nổ. Ủy ban Nhân dân xã Phước Đông, huyện Gò Dầu tổ chức lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Trong năm, xã đã huy động nguồn lực gần 29 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn không ngừng được đầu tư hoàn thiện, đường ngõ xóm được cứng hóa và đảm bảo sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo phục vụ vận chuyển hàng hóa thuận tiện cho người dân. Từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Ước tính thu nhập bình quân khoảng 77 triệu đồng một người một năm, hộ nghèo trên địa bàn xã được kéo giảm đáng kể. Tính đến cuối năm 2022, toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo cận nghèo, trong đó có 3 hộ không có khả năng lao động, chiếm tỷ lệ 0,13%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Gò Dầu hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.